Chào mừng quý khán giả đã đến với bản tin bóng đá tổng hợp sáng thứ Bảy, ngày 27 tháng 7 của Yêu Bóng Đá Phải Gồn. Trong 24 giờ qua, thế giới bóng đá đã có những chuyển động vô cùng sôi nổi trên thị trường chuyển nhượng đến từ các câu lạc bộ lớn, bên cạnh một số thông tin bên lề khá thú vị. Ngay sau đây, hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin tức đáng chú ý nhất trong buổi sáng ngày hôm nay nhé. Messi bất ngờ bị mắng là kẻ hèn nhát. Nhà báo người Brazil Mil Lacombe đã công kích siêu sao Lionel Messi sau khi anh đưa ra phản ứng của mình ở thất bại của U23 Argentina trong trận ra quân tại Olympic Paris 2024. Phát biểu với World Esports, nhà báo Lacombe tỏ ra gay gắt. Messi đã vội vã lên mạng xã hội trong kỳ nghỉ để thể hiện sự phẫn nộ với các trọng tài thi vận hội. Và anh ta cũng chính là người im lặng khi các đồng đội của mình hát bài phân biệt chủng tộc sau chức vô địch Copa America. Một con người hèn nhát vậy sao? Không chắc là Messi có hiện diện ở đó hoặc anh ta có hát hay không, nhưng điều đó không quan trọng. Messi là cầu thủ vĩ đại nhất thế giới, là thủ lĩnh tuyệt đối của đội tuyển này, và anh ta cần phải lên tiếng một cách chính thức và mạnh mẽ. Nhưng không, Messi im lặng, anh ta hèn nhát, anh ta trở nên nhỏ bé. Huấn luyện viên Pep Guardiola cam kết tương lai tại Man City. Mới đây, trong một sự kiện của Puma gần trung tâm Rockefeller ở New York, Pep Guardiola đã bày tỏ tình yêu sâu đậm dành cho công việc của mình. Điều này đã thúc đẩy ông gắn bó với Manchester City sang năm thứ 9. Điều này mang lại hy vọng cho người mộ về việc ông sẽ tiếp tục ở lại lâu hơn. Nếu bạn yêu công việc của mình, tại sao phải dừng lại? Tôi vẫn yêu thích công việc này như những ngày đầu họ mới thuê tôi. Vậy hãy cùng tiến về phía trước, Pep chia sẻ. Nhà vô địch Euro 2024 khao khát chuyển đến Arsenal. Theo Inotixis, tiền vệ Mikel Merino đang khao khát được cập bến Arsenal và anh hiện đã từ chối tất cả những câu lạc bộ khác muốn sở hữu anh. Arsenal cũng sẵn sàng chi 30 triệu euro cho Real Sociedad với không chút chần chừ để có thể mang Mikel Merino về sân Emirates hè này. Điểm đến của Mikel Merino có lẽ sẽ không phải là Barca hay Atletico Madrid. Tiền vệ này đang hướng tới việc chơi bóng trong mạo của Arsenal dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mikel Arteta mùa tới. Arsenal bất ngờ tiếp cận sau Barca. Hợp đồng của Sergio Roberto với Barcelona đã đáo hạn. Anh bây giờ đang là cầu thủ tự do. The Sport của Tây Ban Nha đưa tin, pháo thủ đã tiếp cận tiền vệ 30 tuổi. Thỏa thuận gia hạn với cầu thủ sinh năm 1991 được cho là đã đổ vỡ do vấn đề tài chính của họ. Mikel Arteta đánh giá cao sự đa năng của Sergio Roberto. Ông tin rằng anh có thể đóng vai trò dự bị ở Arsenal, như là khi pháo thủ chơi nhiều giải đấu. Chỉ cần Arsenal thống nhất được mức lương với Sergio Roberto, họ nhiều khả năng sẽ có được chữ ký của cầu thủ này. Man City gia nhập cuộc đua giành kẻ đóng thế của Perry. Theo Foot Mercato, Man City đã đưa ra lời đề nghị dành cho Olmo sau chiến dịch Euro 2024 ấn tượng của anh của đội tuyển Tây Ban Nha. Pep Guardiola là một trong những người hâm mộ tài năng của cầu thủ này và muốn đưa anh về sân Etihad. Hiện tương lai của Jack Grealish vẫn đang chưa chắc chắn. Cầu thủ sinh năm 1995 có thể rời đi vào hè này. Vì thế Pep càng muốn có thêm một ngôi sao tấn công đa năng. Barca gặp khó vụ Olmo. Cũng trong một diễn biến khác liên quan đến tiền vệ Dani Olmo, theo Sky Sport, nỗ lực của Barcelona trong việc chiêu mộ tiền vệ người Tây Ban Nha Dani Olmo đã gặp trở ngại lớn khi đề nghị của họ bị Abilicic từ chối. Gác khổng lồ xứ Catalan đưa ra một lời đề nghị vượt quá 50 triệu bảng nhằm đưa tài năng này trở lại Tây Ban Nha. Tuy nhiên, cấu trúc của lời đề nghị này dường như đã gây ra sự bất đồng với câu lạc bộ Bundesliga. Thỏa thuận đề xuất bao gồm thanh toán ban đầu là 33,7 triệu bảng, với số tiền còn lại được thanh toán thông qua các khoản thưởng dựa trên hiệu suất. Sofyan Amrabat vẫn còn cơ hội khoác áo MU. Người đứng đầu Old Trafford, Erik ten Hag, được cho là rất ấn tượng với cách mà cầu thủ người Maroc kết thúc mùa giải. Cựu huấn luyện viên Ajax vốn là một fan hâm mộ của cầu thủ người Maroc, nên MU sẽ thảo luận các điều khoản khác với Fiorentina. Và Tedeschi nói với Firenze Viola rằng: "Theo tôi, hoàn toàn có khả năng đưa Amrabat trở lại Manchester United. Theo tôi, cũng có một số nghi ngờ vì không biết liệu ten Hag có ở lại hay không. Bây giờ thì chắc chắn ông ấy đã ở lại. Có cơ sở để nghĩ đến việc Amrabat sẽ tiếp tục khoác áo MU. Họ có thể tiếp tục mượn thêm một mùa giải, nhưng chắc chắn có nghĩa vụ phải mua đứt với chi phí thấp." Wataru Endo tiết lộ thông tin Mo Salah rời Liverpool. Tiền vệ Wataru Endo 31 tuổi đã làm dấy lên tin đồn Salah sẽ rời đi trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình. Cầu thủ người Nhật Bản đã chơi 42 trận cho Liverpool mùa giải trước đã được hỏi: "Nếu bạn có thể chuyển một cầu thủ đội tuyển quốc gia Nhật Bản sang Liverpool, đó sẽ là ai?" Anh trả lời: "Có lẽ là Kubo." Cựu ngôi sao Nhật Bản Tomoaki Makino và diễn viên hài Shintaro Moriyama đã rất ngạc nhiên trước sự lựa chọn của Endo. Nhưng họ còn sửng sốt hơn nữa khi Endo nói tiếp: "Cuộc tìm kiếm người thay thế Mohamed Salah đã bắt đầu. Vì vậy đây thực sự là lĩnh vực mà Liverpool cần tăng cường. Tôi nghĩ cầu thủ có thể thay thế anh ấy sẽ là Kubo."
Gerard Pantoret từ chối gia hạn hợp đồng với Everton. Theo nguồn tin từ Daily Mail, Gerard Pantoret vừa từ chối gia hạn hợp đồng với đội chủ sân Goodison Park. Cầu thủ người Anh đồng ý gia hạn nếu được đáp ứng mức lương 160.000 bảng trên tuần. Đây rõ ràng là yêu cầu khó với một đội bóng đang gặp khó khăn về tài chính như đội bóng thành phố Cảng. Rõ ràng là Brightwood đang gây áp lực để được rời đi. MU đã chiêu mộ thành công Lenny Zoro, nhưng họ vẫn muốn mua thêm trung vệ mới. Nếu Everton chấp nhận giảm giá bán Brightwood, trung vệ này vẫn có cơ hội cập bến Old Trafford. Harry Maguire phủ nhận mọi tin đồn về việc rời MU. Mùa giải trước, có thời điểm Harry Maguire bị đồn đoán về việc rời MU, nhiều hậu vệ ngành đã lên tiếng phủ nhận mọi tin đồn trên. Cụ thể, Maguire nói: "Tôi chỉ ra đi khi nào mình không còn nằm trong kế hoạch của MU hoặc Man United không còn muốn tôi nữa. Trong khi đó, suốt thời gian qua, câu lạc bộ luôn nói rằng tôi là một phần của đội bóng. Giờ đây tôi muốn hướng đến những chức vô địch. Đúng là có thời điểm tương lai của tôi bất định, nhưng sau đó tôi đã ngồi lại với huấn luyện viên và ông ấy nói rằng tôi vẫn được tin tưởng. Mùa trước tôi đã chứng minh được rằng mình luôn tận dụng tốt mọi cơ hội được huấn luyện viên trao cho. Về phía MU, tôi không nghĩ rằng cả đội đã đi từ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 8 tới chức vô địch FA Cup sau một đêm. Nhưng tôi luôn tin rằng cả đội đang đi đúng hướng. Giờ đây, lãnh đạo câu lạc bộ cần đưa ra những quyết định phù hợp để đưa câu lạc bộ về với vị thế vốn có." Tân huấn luyện viên Liverpool lên tiếng về tình hình chuyển nhượng của câu lạc bộ. Arne Slot dự kiến sẽ mang thêm nhiều cầu thủ về Liverpool trong mùa hè này sau khởi đầu im ắng của kỳ chuyển nhượng. "Sẽ là bất ngờ cho tất cả chúng ta nếu không có cầu thủ nào được mang về. Vì vậy điều đó có lẽ sẽ xảy ra vào cuối cùng," huấn luyện viên Nga Lan chia sẻ. Man City chốt giá bán Ederson. Man City sẵn sàng bán Ederson trong kỳ chuyển nhượng hè này với giá 60 triệu bảng. Hợp đồng giữa đôi bên chỉ còn thời hạn 1 năm. Thủ thành người Brazil được cho là đã đạt thỏa thuận với Al Ittihad của Saudi Arabia. Chelsea tống tiễn thành công quả tạ. Trung vệ Malangsa mới đây đã đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với Chelsea. 4 năm từ ngày gia nhập Stamford Bridge, anh gần như không tìm được chỗ đứng và liên tục bị đem cho mượn. Rời Chelsea, cầu thủ sinh năm 1997 sẽ gia nhập Lens. Arsenal muốn chiêu mộ thần đồng của Barca. Theo trang tin El Notícias của xứ Catalonia, huấn luyện viên Mikel Arteta đã kiên quyết muốn Arsenal kiếp đồng với cầu thủ trẻ Marc Bernat của Barca. Thần đồng 17 tuổi này được nhiều người tin rằng sẽ còn xuất sắc hơn cả Sergio Busquets. Có bất ngờ về tay Man United trong thương vụ Marawi. Cơ hội chiêu mộ hậu vệ Nusay Marawi của MU bất ngờ sáng trở lại. Cầu thủ chạy cánh của Bayern Munich tưởng như sẵn sàng gia nhập West Ham sau khi một thỏa thuận trị giá 16,4 triệu bảng được thống nhất. Tuy nhiên, thương vụ này đã đổ bể và MU sẵn sàng vào cuộc. Thông tin trên cũng là chi tiết cuối cùng của bản tin chuyển nhượng ngày hôm nay, 27 tháng 7, với những nội dung nóng liên tục được cập nhật. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn theo dõi bản tin của kênh và hẹn gặp lại vào ngày mai nhé.